Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài tập số 2 của môn lập trình Android nâng cao. Bài tập số 2 thì chúng ta sẽ học cách để sử dụng Intent Service. Thế thì chúng ta có thể xem đề kỹ hơn một chút. Bây giờ các bạn để ý, các bạn nhận thấy rằng là bây giờ chúng ta cần phải nhập vào một cái thời gian. Sau đó bạn kích vào phần khởi tạo service, như vậy sau một thời gian là 5 giây thì service sẽ được khởi tạo. Thì cái này nó gọi là cái phần service liên quan đến cái việc là khởi động sau bao nhiêu thời gian, đúng không ạ? Và sau khi mà khởi tạo ấy, thì là nó sẽ thực hiện các cái tác vụ mà được ghi ở trong phần service. Cái ứng dụng của bài tập này là làm trong các trường hợp là chúng ta cần phải thực hiện những cái thao tác ở trong service sau một khoảng thời gian nhất định nào đó. Vậy để làm bài này thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước hết thì bạn phải vào Android Studio trước, đúng không ạ? Bây giờ bạn bạn sẽ tạo mới một cái dự án. Chúng ta sẽ thực hiện như sau, nhất là tạo mới này. Ok, bây giờ chúng ta ghi lại ở trong cái phần này, chúng ta ghi là lab 1.2, cũng ghi đây là lab 1.2. Vậy thôi, chúng ta tiếp tục. Tất cả các tham số chúng ta điểm mặc định. Ok, như vậy là chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta thiết kế cái giao diện, đúng không ạ? Các bạn mở phần giao diện ra. Đây, chúng ta mở cái phần layout này, đúng không ạ? Main activity này. Trước hết là chúng ta sửa lại cái này. Chúng ta có thể để nguyên được, nhưng mà chúng ta có thể OK, dùng linear layout, đúng không ạ? Layout, các bạn paste xuống đây, OK. Và chúng ta mở ở đây thì nó sẽ có hình ảnh như thế này. Những cái này chúng ta xóa đi để đúng với yêu cầu đề bài, thì bạn cần phải thiết kế giao diện như thế này, đúng không ạ? Vậy ta có một cái edit text, một cái button. Ok, chúng ta sẽ lôi một cái edit text vào đây, đúng không ạ? Có thể sẽ rộng ra một chút. Text view thì không được rồi, chúng ta phải dùng edit text, đúng không ạ? Tại sao cái này nó okay, như vậy đã xong. Chúng ta sẽ có một cái text view, một cái edit text đây. Bây giờ đổi tên, đúng không ạ? Chúng ta đổi tên một cái để cho nó một cái, các bạn click vào đây này, chúng ta sẽ đổi tên là edit text, thì chúng ta ghi là EDT, đúng không ạ? EDT 1 đi nhé. Button BTN, BTN 1 ví dụ thế. Ok, như vậy là công tác thiết kế đã xong. Chúng ta có thể sửa cái này là start service. Ok, bây giờ đến phần phần này thì tương tự như bài tập số 1 thì chúng ta cũng phải tạo một cái gọi là my service, đúng không ạ? Để thực hiện các cái công việc ở trong đó. Vậy các bạn cũng tạo một cái file là Java class chẳng hạn, chúng ta ghi là my service. OK.
Thì để mà cái service nó hoạt động thì bạn phải extend từ cái là intent service chẳng hạn. Ok. Nó vẫn báo lỗi, lý do là chúng ta cần phải override một số hàm. Ví dụ như là chúng ta cần phải override hàm là on destroy chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ. Đúng ạ? Đấy, on destroy hàm đầu tiên này. Thứ hai chúng ta cần phải có một cái hàm nữa, ví dụ như là hàm on handle intent chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế đúng không ạ? Thứ ba chúng ta có thể là có một cái hàm on create cái gì đó. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta viết một cái hàm khởi tạo đi chẳng hạn, ví dụ như là public này. My service nó lưu ý bạn lưu ý là cái hàm khởi tạo thì nó phải trùng tên. Đúng không ạ? Và không trả về kiểu giá trị đúng không ạ? Đấy, cái hàm khởi tạo này thì ví dụ như là nó sẽ kế thừa từ một cái hàm đây, ví dụ thế đúng không? Như vậy là bạn sẽ nó hết lỗi ngay đúng không ạ? Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta cần phải viết cái hàm on handle intent này này. Tức là chúng ta muốn nó dừng lại trong 5 giây, các bạn mở để ý cái phần phần này đó, muốn dừng lại trong 5 giây thì chúng ta sẽ phải viết ở trong cái hàm đó. Các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết như thế này. Ở trong này chúng ta sẽ phải khai báo một cái, ví dụ khai báo một cái chẳng hạn như là thời giây đi chẳng hạn đúng không ạ? Second. Đấy, ví dụ thế. Thế thì ở trong này thì bạn sẽ phải thực hiện một cái thao tác là second đúng không ạ? Nhận giá trị bằng ví dụ như là intent chấm get đúng không ạ? Long extra chẳng hạn. Đấy. Thì trong này các bạn sẽ phải ghi cái tham hai tham số, thứ nhất là second này. Và tham số thứ hai là cái ví dụ như là thời gian là như thế nào đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ try catch. Try cái gì? Là try là cái phải dùng cái thread đúng không ạ? Đấy. Chấm sleep bởi vì chúng ta cần phải nghỉ 5 giây cho nên chúng ta sẽ phải sleep một cái thời gian đúng không ạ? Cái thời gian đây thì vì đơn vị của chúng ta nó là mili giây, vì chúng ta phải có là second nhân với cái gì các bạn, nhân với 1.000 để cho nó ra thì nó giây đúng không ạ? Đấy, ví dụ thế. Rồi báo lỗi gì chắc là két rồi đúng không ạ? Két thì chúng ta sẽ exception vào đây đó, ví dụ thế. Và cái exception này chúng ta ghi ra phải lốc đi đúng không ạ, rời ra thông thông tin về phải lốc, ví dụ như là và chúng ta sẽ có chuỗi này. Ok, như vậy là cái sau nó sẽ đợi một thời gian là cái khoảng mà chúng nhận nhập vào cái second này này đúng không ạ, nó nhân với 1.000 thì để ra được cái số giây thực tế và nó sẽ nghỉ trong cái thời gian đó các bạn nhé. Ok, thế còn phả hàm mà on destroy thì chúng ta có thể là ghi là nó ngủ chẳng hạn đúng không? Chúng ta đưa ra thông báo để người dùng biết thôi. Đó. Ví dụ thế. Thì đây ngữ cảnh là ngữ cảnh hiện thời đúng không ạ? Ví dụ như là service này. Đúng không? Sleep chẳng hạn như đấy. Đúng không ạ? Sẽ ngủ trong bao nhiêu giây đây chẳng hạn. Ta sẽ nối second đây. Đúng không ạ? Ok. À, nhưng mà chưa được đúng không ạ? Chúng ta còn chấm len long đúng không ạ? Vân vân, ví dụ như thế. Chấm sâu vào đây. Ok. Vậy là xong. Chúng ta có để cái này ở dưới cũng được cho nó thông báo trước mở sau. Ok, bây giờ chúng ta quay lại cái hàm main activity, chúng ta sẽ xử lý tiếp. Vậy đầu tiên chúng ta phải có một cái button trước đúng không ạ? Ta sẽ có cái edit text chẳng hạn này, và vẫn rất tự button này edit text đúng không? Ví dụ edit text này, button này đúng không? Button ví dụ thế.
Bây giờ chúng ta sẽ gán dữ liệu đúng không ạ? Gán như thế này, edit text này. Nhận anh chị bằng edit text file by id r.id.edt1. Ok. Tương tự ta có button. Nhận giá trị bằng button này đúng không ạ? File view by id r.id chấm btn1 xong đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ phải có cái phần, ví dụ như là cái phần thời gian đấy chẳng hạn đúng không? Vậy bây giờ chúng ta phải khai báo thêm một cái là in gì, in ten đúng không ạ? In ten ở đây chúng ta sẽ ghi, cũng ghi là in ten thôi, nhưng mà dưới này thì chúng ta sẽ xử lý ghi in ten đấy bằng cách là như thế này, in ten bằng new in intent đúng không ạ? Đấy. Thế cái phần mà new intent này thì bạn phải truyền hai tham số, như bài trước là ta sẽ có my service chấm gì class đấy, chúng ta tạo được mới một cái intent đúng không ạ? Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo chúng ta phải có một cái edit tag đúng không ạ? Cái edit tag này thì chúng ta sẽ phải thực hiện. Thôi được rồi, cái edit text thì chúng ta vừa xử lý trên rồi đúng không ạ? Bây giờ ta xử lý sự kiện đúng không ạ? Xử lý sự kiện thì chúng ta sẽ làm như thế này, ta có b button chẳng hạn. Đúng không? Chấm set đi. On click listener đúng không? New view chấm on click listener. Ok. Ồ, sao cái này nó không hiển thị nhỉ? Lại như bài lần bài trước à? Hoàng hết đúng không? Rồi lại còn override nữa, ngon thế. Đấy. Thì cái này nên không phải là nó không phải là cái chúng ta sẽ on click signal, nó void on click thôi đúng không? Ví dụ ta có void đúng không ạ? On click này. Đúng không ạ? Còn cái này thì xóa nó đi. Còn cái super này không đúng đâu đúng không các bạn? Các bạn có thể xóa cái này đi. Override thôi, trên nó chỉ là override thôi đúng không? Thế thôi đúng không? Thế thì cái view này là view view.onClick. Đúng rồi đấy, on click listener này, set on click listener này. New on click listener. Bây giờ chúng ta sẽ có một số các cái kiểu cái view này nó không, mình ghi lại nhé, on click listener đấy, đúng rồi, thế đúng rồi gì nữa, rồi đúng không, override cái gì này, super class mình có dùng. Override này, public void on click on view đúng rồi. À, chúng ta thiếu một cái thì chúng ta có cái view view này thì mới được đúng không? Mà cái chỗ này chúng ta không dùng, bắt buộc nó phải là public thì được. Ừ, chắc thế đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ sau khi làm xong việc đó thì chúng ta sẽ put extra vào cái, ta có intent này đúng không? Chấm put extra đúng không? Put extra cái gì? Put extra ví dụ như là cái second này này. Đấy. Và chúng ta sẽ có long long này đúng không ạ, chấm p long chẳng hạn đấy, cái p long này chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu ở cái edit edit text đúng không ạ, chấm get text chấm to string. Ok đấy, sau khi xong rồi chúng ta sẽ có gì, start service. Ok, truyền vào cái in intent. Vậy thôi đúng không các bạn? Đấy, đúng không? Chỉ cần thế thôi. Như vậy đủ đúng không? Bây giờ để chạy thử. Ta build lại này, build build này. Thì build này đúng không? Đồng thời chúng ta phải gì? Chúng ta phải lấy cái máy ảo. Máy ảo đây. Tôi chạy máy ảo này cho các bạn thấy.
sẽ hơi lâu một chút, các bạn chỉ có chờ.